mỗi mong chờ. Nhìn theo phía chân mây đời kia sẽ xưa về chưa. Nếu hay chẳng người ơi trốn xa xôi chàng trai, còn đẹp trên chuyến tàu hoa. Vâng, Hoàng Gia Đô xin mến chào các bác. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Gia Đô. Vâng, ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch năm 2023. Hoàng Gia xin kính chúc các bác một tháng âm tháng 8 vào sang thu nhiều sức khỏe và nhiều bình an trong cuộc sống. Vâng ạ, và trong video ngày hôm nay thì Hoàng Gia cũng có một số cái chương trình băng cối, băng 7. Đấy, nhạc thu âm trước năm 1975 để giới thiệu các bác. Thực ra thì chương trình thì có rất là nhiều, nhưng mà hôm nay Hoàng Gia lựa chọn những cái chương trình hay, những cái chương trình nhiều bác chơi, nhiều bác thích, những bác là thường xuyên nghe. Thì trong cái chương trình này thì Hoàng Gia cũng thực ra đây chỉ là một cái chương trình rất là nhỏ thôi, chưa phải là số lượng nhiều, nhưng đây là những cái chương trình mà được nhiều các bác dùng nhất. Đấy, với những bác nào mới chơi đầu băng cối và những bác đã chơi lâu rồi thì chúng ta nên chọn cuốn nào, thì hôm nay Hoàng Gia sẽ tư vấn cho các bác. Và một cái điều mà Hoàng Gia xin chia sẻ ở trong cái video này, như các bác có biết thì rằng là cách đây khoảng tầm ngày 13 tháng 9 ý, thì ở Hà Nội thì xảy ra một cái vụ hỏa hoạn ở cái phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, là mà chết 56 người đấy. Thì trong Hoàng Gia cũng thường xuyên theo dõi đài báo và cũng như các tin tức trên mạng thì thấy rằng là sự mất mát nó quá là lớn, và cũng như là và hiện nay thì rất nhiều bà con cũng đang quyên góp và ủng hộ những cái gia đình nạn nhân xấu số, có những gia đình là chết cả 7 người. Đó, và trong đó thì có khoảng 30 em học sinh của trường Khương Đình gần đó. Thì hôm nay Hoàng Gia cũng làm một cái video đầu tháng, và cũng như là trong cái video này thì Hoàng Gia cũng xin được làm một cái từ thiện nho nhỏ. Thì trong những cái cuốn băng này có 12 cuốn băng hôm nay Hoàng Gia đưa ra đây, thì cũng là vừa là giới thiệu, và hôm nay tất cả những cái số tiền mà hôm nay Hoàng Gia bán được băng ngày hôm nay có thể là nhiều hơn hoặc có thể là ít hơn, thì sau cái chương trình này Hoàng Gia cũng sẽ công khai luôn trên kênh của Hoàng Gia Audio những cái số tiền mà đã bán được băng bao nhiêu tiền. Thì Hoàng Gia sẽ tất cả những số tiền mà bán được hàng trong ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch ngày hôm nay, Hoàng Gia sẽ làm từ thiện tất cả để quyên góp ủng hộ những nạn nhân xấu số trong cái vụ cháy ở Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội các bác nhá. Có thể số băng sẽ là nhiều hoặc có thể số băng là ít, nhưng đó là một tấm lòng, và cũng như là các bác mong các bác chúng ta cùng ủng hộ. Đấy, chúng ta có thể ủng hộ xem những cái trang mạng như Dân Trí, những cái trang mạng những cái đài báo gọi là truyền thống các bác nhé, chính thống, thì chúng ta có những cái số tài khoản ở trên đó, chúng ta có thể chuyển khoản ủng hộ ở trên đó. Chúng ta cũng không nên chuyển khoản vào những cái tài khoản ví dụ như trên Facebook hay gì đó, người ta lợi dụng những cái nhân lúc này nhiều cái trường hợp người ta lợi dụng các bác, thì các bác để ý rằng là rất nhiều người đã ủng hộ nhưng mà cái số tiền nó không đến tận nơi được với những cái gia đình nạn nhân chẳng hạn, thì các bác nên tìm những cái trang chính thống các bác nhá, ví dụ báo Dân Trí này, Vietnamnet này, chúng ta sẽ chuyển khoản vào đó, trên đó người ta sẽ có cái số tài khoản các bác sẽ đưa vào đó, chuyển khoản vào đó. Còn với trong chương trình này Hoàng Gia Audio thì sản phẩm Hoàng Gia bán được trong ngày hôm nay 1 tháng 8 âm lịch năm 2023 thì Hoàng Gia sẽ đến trực tiếp tại cái địa điểm mà gây ra vụ cháy đó, thì ở đó thì cũng có người ta sẽ ghi lại những cái danh sách những ai là quyên góp ủng hộ, thì Hoàng Gia sẽ có video sẽ đăng lên cho các bác để cho các bác biết rằng những cái gì mà Hoàng Gia nói là Hoàng Gia sẽ làm đấy, chứ không phải là mượn chuyện để câu view hay là một cái gì cả các bác nhá. Đấy, thì mong các bác chúng ta cùng ủng hộ. Hoàng Gia có rất nhiều các sản phẩm nữa, nhưng mà tạm thời
trong video này thì Hoàng Gia chỉ giới thiệu bằng này sản phẩm thôi các bác nhá. Đấy thì quay trở về chủ đề ấy, thì những cái chương trình băng này này, ví dụ như các bác nào mà chưa chơi đấu băng cối bao giờ ấy, mà lần đầu tiên chơi ấy, thì chúng ta nên chọn những cái cuốn như Chế Linh Thanh Tuyền trước này. Đấy chưa, có hai cuốn Chế Linh 1, Chế Linh Tình Bơ Vơ, Thanh Tuyền 1 và Thanh Tuyền 2. Sau đó thì chúng ta có những cái cuốn này rồi, chúng ta có thể mua thêm những chương trình Khánh Ly này, Khánh Ly Sơn Ca 7 này, Khánh Ly Hát Cho Quê Hương Việt Nam số 1 rất là hay này, Thanh Thúy 6 và Tiếng Hát Khói Sương, thì đây là cuốn của Thanh Thúy. Đấy. Ngoài ra thì Kim Đằng 1 cũng là một trong chương trình rất là nổi tiếng. Còn Kim Đằng 2 nữa các bác nhé. Đấy là những chương trình nổi tiếng rồi. Đấy. Với những bác nào mà chúng ta đã có cuốn này rồi thì chắc chắn là các bác sẽ đang thiếu rất nhiều các chương trình tổng hợp. Khi chúng ta đã nghe chán một ca sĩ hát rồi thì chúng ta lại chuyển sang những cái cuốn tổng hợp có nhiều ca sĩ hát. Thì Hoàng Gia đảm bảo với các bác những cuốn này trên thị trường gần như là không có nhiều. Đấy, ví dụ như cuốn Chuyến Tàu Hoàng Hôn như các bác vừa nghe đấy, phần đầu tiên đấy, đây là cuốn Chuyến Tàu Hoàng Hôn này. Đấy, ở trong này sẽ có tổng hợp rất nhiều các ca sĩ như Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Chế Linh, Huệ Phương, Hoàng Oanh, Giáng Thu, Hương Lan, Giao Linh, Duy Khánh, Chế Linh, Phương Dung. Đấy. Đấy, Căn Nhà Ngoại Ô này cũng là một cuốn tổng hợp này. Đấy, có đây là có những cái ca sĩ gì đây, rất nhiều ở đây là Thụy Khanh, Phương Thu, Thanh Tâm. Đấy. Quán Nửa Khuya này cũng có Thanh Thúy, Thái Thanh, Khánh Ly, Lệ Thu, Phương Dung, Duy Khánh, Hà Thanh, Hoàng Oanh, Nhật Trường, Phương Dung, Trang Mỹ Dung. Đấy. Đây là những cuốn tổng hợp Buồn Ga Nhỏ này. Đấy thì cũng là cũng cuốn tổng hợp của anh nha. Anh Khoa này, Hà Thanh, Mỹ Thể, Trúc Mai, Khánh Ly, Sĩ Phú, Dạ Hương, Giao Linh, Trang Mỹ Dung, Anh Khoa, Thanh Thúy. Đấy. Đây là những cuốn tổng hợp Chiều Mưa Biên Giới cũng là một cuốn tổng hợp nhiều ca sĩ hát. Đấy, cái này Hoàng Gia chưa init nhá. Thực ra thì còn rất là nhiều các bác nhá. Rất nhiều đấy. Những cái cuốn tổng hợp này thì Hoàng Gia có nhiều lắm. Và trên thị trường thì anh em chơi đầu băng cối thì đang thiếu những cái cuốn này rất là nhiều. Đa số thì các bác có những cái chương trình này rồi này. Một ca sĩ hát thì rất là nhiều, như Khánh Ly rồi Thời Trang Nhật Tuyển Kim Đằng 1, 2, Chế Linh rồi là Thanh Tuyền thì các bác biết rồi. Các bác thì bán chắc chắn là ai nghe đầu băng cối thì cũng phải sử dụng những cái cuốn đầu tiên mà Hoàng Gia có xếp ở trên cùng đấy. Đầu tiên chơi đầu băng cối là kiểu gì cũng phải sử dụng những cuốn đó đã. Và nghe đi nghe lại thì chắc chắn là sẽ không bao giờ biết là chán. Đấy, nhưng mà khi các bác mà đã nghe nhiều rồi, chán rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang những cái cuốn tổng hợp như thế này. Đảm bảo sẽ có những cái nhiều cái sắc thái và nhiều cái đổi mới ở trong những cái chương trình này. Rất nhiều các bài hát được hòa âm phối khí rất là hay. Đấy, tiếng nhạc cụ lóc cóc leng keng rất là tuyệt vời đúng không các bác nhá. Thì đây là những cuốn tổng hợp. Những cuốn tổng hợp này thực ra hôm nay Hoàng Gia mới đưa ra ở đây có 5 cuốn thôi. Thực ra còn nhiều nữa các bác nhá. Còn nhiều nữa, nhưng mà Hoàng Gia sẽ giới thiệu ở trong những chương trình sau. Tiếng Hát Khói Sương của Thanh Thúy cũng rất là nổi tiếng các bác nhá. Đấy. Tiếng Hát Khói Sương của Thanh Thúy. Tình Như Mây Khói. Đây cũng là một cuốn tổng hợp này, có Giao Linh, Trúc Mai này. Cuốn này của nó gọi cái chương trình Nhạc Vàng số 1 các bác nhá. À, những ca khúc trong CD này được trích trong băng nhạc và đài phát thanh ở Sài Gòn trước năm 1975. Đó. Ở đây thì có rất là nhiều các chương trình nó nằm đằng sau này. Có thể nhìn ảnh ở đây sau này có rất là nhiều. Thanh Thúy này, Hoàng Oanh này, đấy, Giao Linh này. Rất là nhiều các ca sĩ đây. Thì Hoàng Gia mới đưa ở đây có một cuốn này. Thực ra ở đây thì số 1 đến số 4 các bác nhá. Có 4 cuốn tất cả. Đấy. Đấy thì Hoàng Gia cũng xin nói với các bác rằng là sản phẩm thì có rất là nhiều. Đấy, tùy các bác lựa chọn. Các bác có thể là đặt Hoàng Gia những cái chương trình mà các bác yêu thích cũng được. Đấy. Ngoài ra thì các bác có thể in sang băng 10. Đây là băng 7 này. Các bác có thể chuyển sang băng 10. Băng 10 thì nó sẽ là hai chương trình là sẽ gộp vào, nó sẽ là thành một cuốn băng 10 các bác nhá. Vậy thì giá nó làm sao thì Hoàng Gia cũng xin báo luôn. Với những cái cuốn băng 7 mà sợi sờ cốt gan gà như thế này thì Hoàng Gia đang bán với giá là 800.000 đồng một cuốn các bác nhá. Đấy, sợi sờ cốt gan gà. Không chạy bột ra bột này, không bẩn đầu từ này, được chưa? Chạy mượt, không bị rít, không bị réo. Chạy không bị gọi là cái dây băng nó không đánh võng đâu các bác nhá. Chạy nó thẳng tưng luôn. Đấy. Băng nó phải xếp mịn đét như này. Thì những cuốn này là 800.000 đồng một cuốn các bác nhá. Đã có chương trình làm bìa nít đầy đủ cho các bác như thế này để cho các bác theo dõi. Đấy. Còn băng 10 thì nó sẽ là hai chương trình gộp lại và xương nhôm cộng thêm xương nhôm nữa. Giá của nó là 2.4 triệu một cuốn có xương nhôm. Còn nếu các bác không lấy xương nhôm mà các bác có xương rồi các bác gửi lên, xương các bác có rồi các bác mang đến thì trừ đi 600.000 là 1.8 triệu một cuốn các bác nhá. Băng in tốc độ 1/2, tức là 7.5 đấy, tiêu chuẩn. Đấy, 90 phút một mặt, hai mặt sẽ là 180 phút với băng 10. Và băng 7 sẽ là 45 phút một mặt và hai mặt sẽ là 90 phút, băng in 4 track.
cho những dòng đầu băng cối phổ biến trên thị trường hiện nay là đầu 4 trách, có nghĩa là nghe được hai mặt băng, được chưa? Và ngoài ra thì các bác cũng có thể thích các séc thì Hoàng Gia sẽ làm vào các séc với những cái băng Maxen XL2 đa mã 90 phút như thế này, thì Hoàng Gia làm xong và in xong cho các bác sẽ là 250.000 đồng một cuốn băng 90 phút, băng tép 2, chất lượng, băng tem vàng. Băng này thì là đỉnh cao nổi tiếng của tiếp 2 rồi, của Maxen, tem vàng các bác nhá. Thì những cái chương trình băng cối như thế này, băng 7 này nó sẽ vừa vào một cái cuốn này luôn. Các bác nhá, băng 90, băng cối 90, các set 90 thì có nghĩa là thời lượng của nó sẽ vừa nhau. Đấy. Những cuốn băng một nước các bác nhá. Đây là tất cả băng này là băng một nước và là băng tép 2. Nó sẽ hay hơn tép 1 rất là nhiều các bác nhá. Nhiều các bác để ý đi mua băng là không để ý tép 1 hay tép 2 đâu. Nhưng xin thưa các bác là những băng rẻ tiền thì không bao giờ có tiếp 2 đâu. Chủ yếu là tiếp 1 hết. Băng tiếp 2 thì giá nó cao hơn rất là nhiều đấy. Đấy. Thì các bác thích thì Hoàng Gia sẽ làm cho các bác vào chương trình này. Đây là những băng trắng Hoàng Gia chưa làm nha. Khi làm xong thì Hoàng Gia sẽ có thiết kế bìa lít như thế này để đưa vào cuốn băng này. Đấy. 250.000 đồng một cuốn như thế này có chương trình. Được chưa? Đấy. Thì trong chương trình ngày hôm nay thì Hoàng Gia cũng gọi là nhân dịp là đầu tháng mới của tháng 8 sang thu rồi thì Hoàng Gia cũng có những cái chương trình này lên sóng và những cái video ngày hôm nay, sản phẩm ngày hôm nay Hoàng Gia tổng kết từ buổi sáng ngày hôm nay cho đến buổi tối ngày hôm nay mùng 1 tháng 8 âm lịch, tất cả số tiền bán được hàng bao nhiêu tính trong ngày mùng 1 tháng 8 này, Hoàng Gia sẽ đưa tất cả các số tiền đó đến trực tiếp tại địa điểm những cái nơi mà vừa rồi xảy ra vụ cháy đấy, để ủng hộ những cái gia đình xấu số, những nạn nhân xấu số các bác nhá. Đấy, các bác hãy đợi xem những cái clip tiếp sau thì Hoàng Gia sẽ công bố những cái số tiền mà Hoàng Gia đã bán được trong ngày hôm đó là bao nhiêu. Hoàng Gia sẽ có những video và cũng như là có những cái video để đưa thông tin về cái số tiền quyên góp để công khai nhất, minh bạch nhất trong cái video ngày hôm nay. Hoàng Gia xin trân trọng, xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Và mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ với Hoàng Gia Audio theo số điện thoại như trên tấm biển màu xanh này, 0975884009 các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng này cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tất cả các mặt hàng trên Hoàng Gia đều ship toàn quốc, giá báo công khai và không bao gồm phí ship. Xin trân trọng, xin cảm ơn các bác. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo.